Dạ em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lan rừng tối ngày 7 tháng 8 năm 2020 nha mọi người đấy. Thì như một khi thôi, có gì thì em bán đó nha mọi người đấy. Thì hôm nay là có giả hạt này đấy, giả hạt ở Moray, Đắc Lây và Đắc Côi. Có một cái gì kiếm hoàng phi hạt, đơn cam và bạch hoàng hoàng và làm dày thôi nha mọi người đấy. Rồi thì nói trong hôm nay thì cũng có được vài về thôi, hàng hôm nay cũng có được nhiều mọi người đấy. Rồi này về cái về kiếm rất là đẹp, hoàng phi hạt cũng lớn, một số cái về giả hạt đây em quay, tí em sẽ quay cụ thể từng cái cho mọi người cùng xem nha đấy. Rồi trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2, số điện thoại liên hệ là 070-611-5694 nha mọi người. Đấy, mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Đấy. Rồi, ngày mai tối nay em bán và mai em sẽ đóng hàng gửi đi cho mọi người nha. Đấy. Rồi. Em cũng xin lưu ý lắm nha mọi người đấy. Nói chung là khách hàng thì cũng có một số khách hàng cũng quen cũng ấy này kia, nhưng mà trong cái thời buổi mà dịch Covid-19 nha mọi người đấy, thì khách nào ở khu vực cách ly thì mọi người nếu mà nằm trong khu cách ly thì mọi người báo và đợi sau mua cho mọi người, nó chỉ gửi đi mà nếu không nhận được thì cũng ấy. Giống như một cái gì Đắc Lây này em đã bán gửi đi rồi, nhưng mà cuối cùng là nằm trong khu cách ly nên là không lấy được, em hoàn về và giờ em bán là cái giá thấp hơn nhiều đấy. Thì cũng rất là ấy, cũng giờ hai bên nói chung là cũng chịu như vậy thôi, chứ không phải là gọi là cố ý gì nhiều người đấy. Rồi đầu tiên là cái phần số 1 là cái dây kiếm con tôm giá 300.000 nhiều người đấy. Đây là dây kiếm tôm rất là đẹp rồi, này kiếm nên là kiếm xanh đấy, kiếm xanh nhăn luôn rồi đấy, rất là đẹp luôn đấy. Cái này về này rất là to và là về nguyên bản đó nhưng mà đấy, nguyên bản này đó, bám trong khúc gỗ này đấy, nói chung là về này cũng khá là bự đấy, rất là nhiều nhưng mà cái này thì mọi người về chỉ cần bỏ vào trong chậu cố định một cái chế thì nó là bám sẵn trên cái cây này rồi nhưng mà đấy. Rồi đó là cái về kiếm nhưng mà đấy. Kiếm này em chẳng biết là kiếm gì nhưng mà lô hội hay là kiếm tiên vũ hay gì cũng được, em cũng không biết được. Nó sổ hoa này thì lá này lá sô le này đấy. Rồi thì sổ ra hoa gì thì hay hoa đó nhưng mà đấy. Kiếm này kiếm vũ kiếm xanh khá là đẹp luôn nè đấy, là kiếm nguyên bản này, nguyên bản này nhưng mà từ cái khúc cây kia xuống tới đây luôn nhưng mà đấy. Rồi về kiếm này là kiếm 300.000 nhưng mà đấy. Rất là đẹp luôn đó. Rồi tiếp theo là đến cái dề hoàng phi hạt, dề này thì dề 800 nha mọi người. Cái dòng hoàng phi hạt này thì dòng cho hoa tết nha mọi người đấy. Cho hoa tết thì hoa nở rất là sai nha mọi người, các cái hoa mọi người thấy này đấy. Đặc biệt là hoa này là nở vào đúng dịp tết nên rất là nhiều người mà sưu tầm. Thì hoa của nó là cánh trắng hồng vàng nha mọi người đấy. Thì còn có một số cái là ba màu nhưng mà đa số là cái hai màu nha mọi người đấy. Hoa nó nở cũng rất là đẹp, cái búp của nó là giống như búp mai và đặc biệt là rất là nhiều đấy. Như một cái thằng như thế này thì nó nở ví dụ lên được mấy búp ở đây này, trên cây này kia là búp mai á. Trồng cái này mà nó nở đúng tết thì đúng gọi là đúng lộc luôn nhưng mà đấy. Về này thì tương đối là lớn luôn đấy, nguyên về này đấy. Cái này thì em treo cho nó ấy, nhưng mà nó đâm rễ rất là khỏe luôn nhưng mà đấy. Giống lan rừng thì sức sống của nó là không thể che vào được nha mọi người đấy. Đây cái rễ của nó rất là khỏe luôn nè, em treo có vài ngày thôi mà nó đã bung rễ rất là khỏe, nó chỉ tưới nước nữa thôi đấy. Treo ngược làm tưới nước mà nó đây cái mầm này nó lên nè, đó nhìn rất là đã luôn nha mọi người đấy. Đây nguyên về to bờ chát luôn nè, cũng rất là nhiều thân tơ nè đấy, rất là nhiều thân tơ nhưng mà thân tơ mùa này thì nó dần dần nó thay thế thế hệ sau nhưng mà đấy. Còn những cây như thế này ra hoa trước rồi này đấy, còn những cây mà ví dụ tết năm tới đây thì những cái cây này sẽ ra hoa này. Đó. Cây này nè, cây này nè, cây này nè,
đó. Các cây này sẽ ra hoa này, đó, đó cây này này nó sẽ ra hoa, đó, đây, đó những cái cây như thế này là ra hoa nha mọi người, đấy. Rồi những cái cây này thì nó cái mắt nào mình chưa ra hoa thì tiếp tục nó sẽ ra hoa nha mọi người, đó. Rồi mặt mặt trên này, mặt dưới, cây này rất là khủng luôn mọi người, các cái thân già thì nằm ở mặt dưới này, cây này thì nó các cái thân tơ thì nằm ở trên này, đó, cây rất là khỏe nha mọi người. Cái dòng này thì cũng hoa nở sai và đặc biệt là trong Tết và cũng dễ thuộc loại dễ trồng nữa, nên được rất là nhiều khách ưa chuộng nha mọi người. Đấy. Vừa đầu thì có nhiều khách dặn em cái gì hòn phi hạt lớn nhưng mà cũng quên mất rồi, thì em qua lên đây khách nào xem được thì mọi người chốt nha, còn ấy thì mọi người cũng đừng có like em nha. Đấy. Nói chung thì cũng lâu lắm rồi mới có lại nha mọi người. Rồi số 2 giá 800 cho cái dây hồng phi hạt này mọi người. Đấy. Thì giá này em cũng ấy là tương đối là có giá hỗ trợ cho mọi người cái tiền xíu rồi, này chắc cái đóng một cái thùng cũng khá là lớn đây. Đấy. Rồi đó là dây hồng phi hạt nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến nhá cái phần đơn cam nha mọi người. Đấy, đơn cam 150 này. Đấy. Còn có một khúc nguyên bản nha mọi người. Đấy, nguyên bản này và các cái hàng nguyên bản nhỏ này. Đấy. Có một phần thôi nha mọi người, đấy, một phần thôi. Đó. Đang lên cái mầm xíu xíu nha mọi người. Đó. Rồi, cái gì nó lên mầm con này. Rồi, phần này giá 150 nha mọi người. Đơn cam thì hoa màu ở vùng này thì hoa vùng tâm thì hoa màu đỏ cái chói nha mọi người. Một số nơi thì nó màu cam cam vàng vàng. Đấy. Rồi, số 3 150. Tiếp theo đến phần bạch hỏa hoàng nha mọi người. Bạch hỏa hoàng thì cây 100 nghìn một phần, này có 3 phần thôi nha mọi người. Thì hoa này thì cái giống cây thì nó rất là nhỏ. Đấy. Cây mẹ cái đồ rất là nhỏ nha mọi người. Nhưng mà hoa của nó thì nó to hơn cái này rất là nhiều. Đấy. Đó, bạch hỏa hoàng nha mọi người. Bạch hỏa hoàng là mọi người có thể lên mạng rồi sụp trên Google á, search bạch hỏa hoàng nó sẽ ra nha mọi người. Đó, một phần như thế này là 100 nghìn. Đấy. Chỉ có 3 phần thôi, em chia 3 phần cho mọi người sưu tầm. Đấy. Cái cây của nó thì nó như thế này nhưng mà. Đấy. Hoa này hồng nó đỏ âu luôn nha mọi người. Đấy. Đây, này như thế nha. Đấy. Rồi, 100 nghìn trên một phần. Đấy. Em chia đều ra 3 phần rồi nha mọi người. Đấy. Rồi, mỗi phần là giá là 100 nghìn. Rồi tiếp theo đến cái phần số 5, phần lồng dày. Phần này cũng 100 nghìn cho mọi người. Đấy. Lồng dày đây. Này cái lồng này thuộc dạng cái dòng lan lồng và cái hoa của nó giống như một chiếc hài nên người ta gọi là lồng lồng dày hay gọi là lồng hài nha mọi người. Đấy. Rồi. Thì cái này thì mọi người về ghép được vô tư luôn nha mọi người. Đấy, chỉ có một phần duy nhất thôi. Đấy, giá 100 nghìn cho mọi người. Đấy. Rồi. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì đến cái phần giả hạt mọi người, đấy, giả hạt đất lây nha mọi người. Đấy. Rồi. Cái về số 6, về này về giá 1 triệu nha mọi người. Đấy. Thì cái hàng hôm bữa là em gỡ đi rồi giờ gỡ về lại đây mọi người. Đấy. Mà đi về nó vẫn hàng rừng này rất là khỏe nha mọi người, đấy, không có tổn thương gì hết nha mọi người. Cây vẫn ok nè, đấy. Cái ưu điểm của hàng bốc rừng là nó như thế nha mọi người. Đấy. Cây này là nguyên cây trên cái tổ quả này, đó này nó sống là ổn định, nó khỏe nha mọi người. Đấy, cái này cây tổ quả rừng này. Đấy. Và các cái cây giả hạt nó bám vào trong này. Đấy. Cây này được một mầm lớn này, hai mầm ấy này, và một cái kiến con ở dưới này nè, kiến đỏ dưới này nha mọi người. Đó. Bữa cái về này giá triệu mấy luôn nha mọi người. Giờ trời hoàng bể này kia thật thôi. Đấy là kia bán cũng bán thu hồi lại nha mọi người. Đấy. Rồi bán giá 1 triệu cho cái gì này. Đấy, gì này là cứng nó nhựa nha mọi người. Đấy. Thân lá nó chỉ là cũng rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Cây thuộc dạng cũng thuộc dạng khỏe. Đấy. Đó. Ở đây cây này có mấy cái trái nha mọi người. Đấy. Mấy cái trái trên thân này. Đấy. Trái này thì nó cũng thuộc dạng cánh bầu nha mọi người. Đấy.
nhìn cái kết cấu này kia thì cây này khả năng cái mặt hoa của nó là cánh bầu đấy. Đó là theo cái khung ấy này kia nhưng mà đấy cái hoa thì số thôi, em cũng chẳng biết là nó như thế nào. Đây, một con kiến đỏ âu trên thân này mà đây, kiến này đó ấy luôn. Cái này là tổ quả nha mọi người, cái tổ quả trên rừng rồi. Cái dê này giá 1 triệu nha mọi người, bán coi như là bán cái này nha mọi người lỗ luôn đấy. Nó dê này là nằm khách mua trong khu cách ly nên giao không được nha mọi người, nên phải ấy về nha mọi người. Rồi tiếp theo là dê số 7, dê này dê 300 đấy, 300 nè đấy. Đây cây cũng rất ok nha mọi người, lá cũng rất là dày, thân thì cũng hơn 20 phân rồi mà đấy, ngọn vẫn còn đi tiếp này, và có một con kiến ở dưới này này nha mọi người đấy. Đấy, hai mầm đấy, mầm này và mầm này đấy. Mầm lớn và mầm bé đấy. Rồi số 7 giá là 300.000 nha mọi người. Rồi rồi tiếp theo đến phần số 8, về này giá 400 nha mọi người. Đây nguyên ấy này, chiều dài của thân này thì hơn 40 rồi đấy. Cây này thì thuộc dạng cây bản lá bự nha mọi người, thân hình rất nó là khỏe nha mọi người đấy, cây to đấy, to và nù đấy, có những cái đường cong uốn lượn nha mọi người, thân nó rất là to và mập nha mọi người, cây rất là khỏe đấy. Mặt trên mặt dưới này đấy. Lá xếp cũng ok nha mọi người, cái này thì nó như thế này nó không có lá đó nha mọi người, cây nó bắt đầu lá từ đây nha đấy. Lá xếp cũng rất là ok, ngọn rất là khỏe nha mọi người. Rồi đó là về số 8 400 nha mọi người đấy, như này thì cây rất là khỏe mạnh nha mọi người. Rồi tiếp theo có hai phần lan thanh lý, giá hàng thanh lý này 300.000 hai về. Cây này cây lớn nhưng mà bán giá thanh lý luôn. Đấy, cây dài này, khoảng hơn 40 mấy phần rồi, mấy phần luôn. Đây nguyên về nhưng mà đấy, đây nguyên về này đó. Rồi, tính ra thì một về có 150 à. Cho những cái về dài như thế này thì rất là rẻ nhưng mà nên gọi là thanh lý đó. Đó, hai về giá 300, ngọn rất là khỏe này nha. Đấy. Rồi tiếp theo số 10 400 cho cái hai về thanh lý này luôn. Đấy, các cây này thì em tính để là trồng mà cũng có thời gian trồng nhưng mà đấy. Rồi đây về đầu tiên này, đó cây này lá này thì nó hơi rủ thôi nhưng chẳng có vấn đề gì đâu, giá hạt thì nó rất là khỏe. Đấy. Nguyên về những cây này. Đấy. Tiếp theo là cây cái lớn, về lớn này, đấy, về này thì cái thân xanh âm luôn nha mọi người, đấy, mặt trên mà dưới này, đó, thân già khá là dài luôn, giống cây này thì khá là dài luôn này, đấy. Hơn gần cả mét luôn nha mọi người, đó, về lớn nha mọi người, tính ra thì hai về 400, đấy, rồi vẫn bình thường nha mọi người, đấy. Về vẫn bình thường không có vấn đề gì, lá thì nó không quan trọng đâu, cái thân này thì vẫn bình thường. Rồi rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cái hàng Moray nha mọi người đấy. Moray thì được 2, 4, 6 hình nha mọi người đấy, thì em đã đến số thứ tự rồi đấy. Thì ngày hôm nay là cái gì Moray là gì to nhất nha, đẹp nhất đấy, tiếp theo là cái gì sau đấy. Rồi về này thì hàng nguyên về nhưng mà đấy, nói chung là này gọi là cây cổ thụ đúng không mọi người, người nhìn thấy thằng thằng như thế này đang xem như thế này thì người thấy cây này rất là nhiều ấy rồi đấy, rất là nhiều năm tuổi rồi nhiều người đấy. Hôm nay được người dân bóc về đấy, vậy rất là khủng nhưng mà đấy. Thì em đếm sơ qua là thân già thì chắc có hai mấy thân, 24 25 thân gì đó, và ba cái thân tơ này nữa này đấy, hiếm giờ trừ trên hàng bốc rừng thì gặp hiếm những gặp những cái dề như thế này lắm nhưng mà đấy, trồng rộng rất là khó đấy. Rồi dề này thì nguyên một dề luôn đấy, không có ba tơ rất là đẹp đấy.
giá trị của nó là nguyên một cái dề như thế. Thì bản thân nguyên sinh của nó thì nó một năm nó lên được ba mầm như thế này. Thì cái này thì tự nhiên thôi chứ không phải kích, không phải gì này kia nữa. Thì kích các bạn có thể ra được nhiều mầm, nhưng cái này tự nhiên nó đã khỏe như thế rồi đó. Nên là mỗi năm người có được ba cái vòi hoa bình thường, nên một cách theo quy luật tự nhiên luôn, nhưng mà quy luật tự nhiên của cây luôn. Cái này thì mọi người có thể về để nguyên về, hoặc có thể là tách về, hoặc có thể là cắt cái thân già ươm cây đấy. Cái này là rất là ok. Còn em hàng bán hàng thì hàng rừng về như thế nào thì em bán nguyên si như vậy mọi người. Đấy, nên cái kênh của em là bán hàng chuyên hàng rừng, có bao nhiêu là bán bấy nhiêu hay luôn đấy. Còn khách nào mua về được mặt hoa nào thì mọi người hay mặt hoa đó nha. Đấy, mọi người nói nhìn sơ sơ là cây này thuộc dạng hàng khủng luôn nha mọi người. Đấy, dài cũng mét mấy luôn đấy, mét 3, mét 4 luôn. Đấy. Giờ bây giờ là hiếm tìm những cái gì được như thế này. Rồi, có 3 thân tơ, 2 thân tơ này thì nó bình thường, một cái thân tơ này hơi lẫm với nhiều người. Đấy, nhưng mà nó vẫn chẳng bắn đi gì đâu. Đấy, cây cũng ra rồi, ok rồi nhiều người. Đấy, này về mọi người chăm bằng bình thường thôi, không có vấn đề gì này. Cái này hơn 60 phân rồi. Cái này 40-50 phân rồi. Cái này là khoảng 60 phân luôn. Đấy, và rất là nhiều thân dài mà. Đấy, nguyên dề không mà. Em cầm lại cho mọi người xem này. Đó, nguyên một cái mảng dề đó, còn có rất nhiều cây. Đấy, này rất là lâu đời rồi nhưng mà hôm nay được người dân phát hiện đó. Mọi người thấy cái thân thân gần nhất của nó này, dài dễ sợ luôn này. Đấy. Rồi, cái dề này là lá của nó là đây, mọi người thấy không, lá của nó là gần nó nổi lên luôn rồi mà. Đấy, nhám luôn về mặt luôn này. Đấy, lá nó gần nó đổ lên lá luôn mà. Đấy, đấy rất là nhám luôn. Đấy, đó, cây này tôi dạng cây lá đẹp nha mọi người. Đấy, đó, ok đó, cái gì lá nó đổ gần lên luôn. Đấy, đấy ngọn rất là khỏe nha mọi người. Cây này thì ngọn dài vuông vút luôn đấy. Đấy, cái thằng già này nó hơi xanh xanh nha mọi người, xanh xanh, có cái màu đỏ nữa này, đấy, xanh nó đỏ này, đó, nhiều màu nha mọi người. Rồi, cái dề này bán giá là 1,5 triệu nha mọi người, giá coi như là giá Covid luôn nha mọi người. Rồi, khách nào còn nhanh tay thì mọi người sưu tầm cái dề này. Đấy. Rồi tiếp theo là dề số 11, giá là 500, đấy. Này cũng moray nhưng mà này nguyên dề này đấy. Rồi một cây rất là đẹp, lá xếp rất là đẹp đấy, mọi người thấy nhìn lá xếp thằng đó nhìn là mê luôn nhưng mà đấy. Đó, cây thì cũng tương đối xanh đấy, các thằng các hai thằng rất là xanh nhưng mà đấy, lá xếp đẹp này đấy. Dài đấy, chiều dài của nó khoảng 1, 2, 3 khoảng 70 phân rồi nhưng mà đấy. 70 phân rồi, mặt dưới này, này mặt trên đấy. Cây này thuộc dạng cây đẹp nhưng mà đấy. Này là các cái mụ thang trong rừng thôi, bản thân cây này nó cũng rất là xanh đấy, thân nó xanh mà nó đấy, thuần khiết nhưng mà đấy, xanh kiểu thuần khiết đấy. Nó này nguyên dề nhưng mà đấy, nguyên dề này, chúng ta bóc lên rừng nha đấy. Các thân già đây này, 2, 4, 5, 6 cái thân già này đấy. Này thân tơ đấy. Cây rất là khỏe nhưng mà lá rất là ok đấy. Cây thân lá rồi đẹp, rất là đẹp mà đấy. Rồi bán giá 500.000 nhưng mà 500.000 cho cái dây này cũng rất là đẹp đấy. Rồi tiếp theo là đến dây số 13, dây này dây 300 đấy, dây 300 này nó xòe ra em cột lại rồi cho nó theo cái chiều ấy nữa. Đó, cây này cũng rất là khỏe đấy. 1, 2 khoảng hơn 40 phân rồi nhưng mà đấy, 40 mấy phân rồi đó. Em này thì em cây lá ống rất đẹp, nó cứng cáp đấy. Mặt trên này, mặt dưới này, này là các mùi than thôi chứ không thật ra nó cũng nó xanh nhưng mà đấy. Đó, ngọn này, mà nhìn đến ngọn này, còn cái thân dưới này thì nó có một cái mùi than trong rừng đó. Đấy, này cây lá cũng rất đẹp mà. Đấy, đây nhìn màu ra này ok đấy. Rồi, giờ này giá 300.000 cho cái
về như thế này. Rồi tiếp theo là đến nhá, về 250 14. Đây. Chiều dài của nó thì khoảng hơn 40 phân luôn nhiều mà. Đây. Thân lá như thế này. Đấy. Mặt trên, mặt dưới. Đấy. Nó cái này thì nó mất một cái lá rồi. Đấy. Nhưng nhìn nó đẹp nhưng mà. Đấy. Rồi. Rồi 250 về lớn như thế này cũng rất là ok. Đấy. 250. Đấy. Rồi tiếp theo là gì 200. Đấy, 200 gì này, đó. Cây cũng rất là dài rồi, khoảng 30 phân rồi. Đấy. Lá cũng rất là cứng. Này lá tre to bằng lớn chứ mà, đấy, lá tre bằng lớn. Đấy, cái thân già đây này. Rồi 200 nghìn được về như thế này thì thuộc dạng ok rồi nhưng mà, đấy, em bán giá Covid luôn đó. Rồi 15 200. Tiếp theo 16 là 150. Đấy. Đây, nguyên về luôn này. Đó. Em này lá tre đấy. Rất là nhiều thân già luôn, mặt trên mặt dưới đây, chiều dài nó hơn 20 phân rồi. Rồi 150 đó là dây hạt moray nha mọi người, 2 4 6 hình đấy, dây nào cũng đẹp nha mọi người đấy. Em này tôi nghiêng về màu vàng đấy. Rồi tiếp theo là đến phần 17 đấy nha, dây hạt đá cô nha mọi người, đá cô thì còn các cái hình còn lại đây. Đây là hình lớn nhất rồi đấy, đây hình lớn nhất này, 17 này nguyên về nha mọi người, đây có các cái thân già đây, nhìn rất là mướt mát nha mọi người, thân già thân đồ nhìn cây rất là khỏe luôn, cứng cáp luôn nha mọi người, cây cũng khá là dài luôn nha mọi người, lá rất là ok, lá bạn lớn nè, lá chắc chắn, mặt trên nè, mặt dưới nè, đó, lá rất là dài nha mọi người. Đó. Rồi chiều dài của nó là khoảng 1 2 3 6 70 phân nha mọi người. Đấy. Đấy, lá này nhỏ vừa hấp về đây. Đấy. Này hàng nguyên về nha. Đấy. Rồi, cây đất coi dài đẹp như thế này, giá là 600 nghìn nha mọi người. Đấy. Rồi, giá ok rồi nha mọi người. Đấy, 17 600. Tiếp theo 18 250. Đấy, em này thì em lá bự nhưng mà ngọn bị cụt rồi, đấy, em bán giá 250. Đó, cây rất là khỏe mạnh. Đấy, hàng rừng này mọi người yên tâm nha, hoa về sổ số thôi. Đấy. Lá này lá nó có màu lá rất là lạ kỳ nhưng mà. Đấy. Rồi về này 250 nha. Đấy. 18 250. Tiếp theo 19 giá 250 luôn. Đấy, em này đây. Có thân già đây và thân tơ đây nhưng mà. Đấy. Đó. Đấy, thằng ngọn này chiều dài của nó thì khoảng 30 phân rồi nhưng mà đấy. Cây này đấy, cái thằng già thằng tơ này rất là to khỏe nhưng mà đấy. Đấy, mọi người thấy cụm hoa nó rất là bự luôn này đấy. Hoa này rất là to nhưng mà đấy. Các vết hoa nó này đấy. Thằng này thì là thằng đen, thằng này thì thằng xanh đấy. Cây này cũng khá là xanh nhưng mà đấy. Khá xanh do các cái mụn than trong rừng nhìn như vậy thôi chứ cây rất là xanh này đó, nó người nhìn cái ngọn cái nó xanh đẹp nhưng mà đấy. Rồi 19 250. Tiếp theo 20 giá 200 đấy. Em này một nguyên về này đấy, lá nhựa nhưng mà đấy. Có lá nhựa này đây, thân có các cái chỉ sọc này đấy. Cái thân già đang muôn luôn nhưng mà đấy. Thằng già là khá là đen rồi, các cái vết hoa đó này, khá là to, đó, mặt trên mặt dưới này, đó. Cái dây này thì nó dây rất là chắc chắn nha mọi người, về trồng trong cái chậu như thế này rất là ok. Trên thân có các sọc cái này kia đen, đó. Nhưng mà nhìn này, đó. Nhìn đó rất là khác lạ lên rồi. Rồi 20 200, tiếp theo 21 cũng 200 nha mọi người, đang nguyên dây này. Này em thân cũng ổn định nha mọi người, già nó 20 phân này, đấy, các thân già đây, đó, trên đốt có những cái đốt cái nè, cây này thì nhìn nó cũng ấy, đấy, nói chung là ok, cây khỏe nha mọi người, rồi 200 nghìn, 21.
Tiếp theo 22 150 đây. Em này thì em nó bị ấy như thế này, nên lá nó cũng này lá nhựa nhưng mà đấy. Lá nhựa ok nhưng mà lá lớn đó chứ không phải đâu. Đấy. Thay ngộn thế này. Đó. Này mọi người có 150 thôi, mọi người mua về sưu tầm năm sau nó lên một cái mầm cây đó, chắc chắn là sẽ đẹp hơn năm cây này nhiều nhưng mà. Đấy, lá mít này, dưới trăng là lá mít tròn này. Đó, đây là thân già nó này. Đó. Đây, thân tơ này, đấy. Cây này cây đó có sọc ở trên thân này. Đó. Rồi, 150 cho cái cây này. Đó. Tiếp theo 23 giá 100.000. Đấy, này 100.000 cho cái kiến này, đấy. Nhỏ như thế này mà lá nhìn rất là to ấy rồi nhưng mà đấy. Thì vừa nó lớn lên thì rất là khỏe luôn, đấy. Cây nhìn rất là oai hùng luôn, đấy. Rồi, 23 100.000 nha mọi người, đấy. Rồi, đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-611-5694 nha mọi người nhé. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin qua số điện thoại này. Em sẽ chốt hàng và tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Đấy. Rồi, một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc này và bấm vào chuông thông báo để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất. Rồi một lần nữa thì em xin chúc tất cả mọi người một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Rồi xin phép dừng clip tại đây. Chào tất cả mọi người nha. Rồi.